Trình Đại Lôi suýt chút nữa vinh dự được Lữ Pha Giờ nhận làm bố đường, rất may hắn kịp thời quét tỉnh nhấn nút biến. Đám Tống Bá Canh nhanh tay nhặt ngay hắn về đầu quân cho Thôi Tương, ý định phong làm võ tướng cùng nhau chinh phạt Cầm Xuyên Quan. Thôi Tương kể lể, nếu như con trai ta không bị Trình Đại Lôi sát hại, có lẽ cũng một thân dũng mãnh như ngươi, tráng sĩ ngươi đi hai cẳng đến đây sao, ngựa đâu? Lữ Bố thở dài, bảo mã của tại hạ đã rơi xuống vách núi, e rằng giờ đã đi điểm danh giới Hoàng Tuyền rồi. Thôi Tương chốt hạ, lão phu là người trân trọng nhân tài, nếu như ngươi gia nhập vào thành Lương Châu, lão phu sẽ tặng cho ngươi bảo mã, mỹ nhân, binh quyền thành trì, sau này ngươi chính là chủ của một thành Lương Châu. Tống Bá Canh nhà bán bơm nhanh chân sút bóng, ngươi cũng biết Trình Đại Lôi chỉ là một tên cường đạo, chuyên đi cướp của dân thường, còn muốn đem nước bẩn này tạt lên đầu chúng ta, đi theo hắn thì tiền đồ còn tối hơn chị dậu. Nhưng chủ thượng thì khác, chiếm đóng Lương Châu, tấm lòng bao dung lương thiện, chỉ có điều bên cạnh có văn thần nhưng không có tướng võ lực. Ngươi có thể gặp được Thôi đại nhận ở đây thật sự là được các cụ chỉ điểm, hơn nữa, làm đại tướng quân còn tốt hơn là vào rừng làm cướp không phải sao? Rốt vãi đạn, nếu như ngươi đến Lương Châu, ngươi chính là võ tướng đứng đầu, thích chơi gái bao nhiêu cũng được. Lữ Bố thân thiết nắm tay, những lời này của Tống đại nhân thật giống như nhà triết học gia đã giúp ta thông não. Hắn đi đến phía trước, quỳ gối hành lễ, quả cằm trẻ khe uy tín hất lên, phụng tiên phiêu bạt nửa đời chỉ hận chưa gặp được minh chủ, nếu như ngài không chê, ta nguyện bái ngài làm nghĩa phụ. Nghĩa phụ ở trên, sau này con trai nhất định sẽ đi theo người đến cùng trời cuối đất, giúp đỡ nghĩa phụ cùng tạo ra đại nghiệp, dù có nhảy vào biển lửa cũng quyết không chối từ. Hai ngày sau khi Trình Đại Lôi bốc được hơn 2.000 người, bọn họ nhanh chóng đến gia nhập Cáp Mô, bắt đầu đi vào huấn luyện. Cao Phi Hổ báo cáo, hiện tại người đến xin gia nhập trại đã tăng, nhưng tổng số trong vài tháng gần đây chưa đủ 2 vạn. Nên việc chúng ta muốn mở rộng quy mô quân đội và khai khẩn ruộng hoang quả thực là vấn đề lớn. Thuộc hạ cũng nhận được tin thám tử báo về, đám người mạo danh Cáp Mô cướp bóc đã bị một người lạ mặt diệt sạch. Trình Đại Lôi ngạc nhiên, Lương Châu từ lúc nào lại có con hàng chiến như vậy, lai lịch của hắn thế nào? Phi Hổ lắc đầu, không biết, chỉ thấy miêu tả trên đầu có hai cọng lông chim dài ngoằng, cằm trông như hai hòn giái, tay cầm Phương Thiên Họa Kích, sức mạnh cực kỳ châu bò, nghe nói đã được Thôi tướng chiêu mộ rồi, còn nhận tên đó làm nghĩa tử. Lão Trình chấn động, phút chốc cười đến rung người, chậc chậc, Thôi Tương chuyến này không thọ được rồi, không biết có qua khỏi con trăng năm nay không nữa, hí hí hí. Cao Phi Hổ không hiểu hắn cười cái gì, Trình Đại Lôi đã cho hắn kêu người tiếp tục thăm dò, rồi ném thanh đao sai hắn mang đến cho Quan Hư. Cao Phi Hổ không chịu được sức nặng của nó, khó nhọc bước đi. Tại Sa Đảo, đám Triệu Tử Long và Quan Ngư đang tập luyện ở đây, chiêu thức chém nước này được gọi là Xuân Thu Bát Đao. Nghe nói Quan Ngư đêm tối đọc Xuân Cung Đồ, ngộ ra ở chiến trường, mỗi một chiêu đều mang uy lực mạnh mẽ, đều là kỹ nghệ chém giết từ trên chiến trường mà ra. Bọn họ cũng từng nghe nói Trình Đại Lôi đã từng cho hắn một quyển bí tịch giang hồ, nhưng hắn chỉ xem qua một lần là bỏ không học, bởi đối với tính cách của hắn, bí tịch giang hồ thì cũng chỉ là võ công của người khác, không thể giúp bản thân tự vượt qua chính mình. Chỉ có võ công rèn luyện ở chiến trường mới là thích hợp nhất với Quan Ngư, chính vì thế sau khi biết chuyện, Trình Đại Lôi cũng không gượng ép hắn nữa. Đồng Phi cho rằng Quan Ngư thiên phú siêu phàm, nếu so với nàng ta thực lực ắt ngang bằng, nhưng với cách tập luyện của hắn, binh khí trên tay sớm muộn cũng không giữ được nữa, vừa mới dứt lời thì thương cũng gãy, không chỉ là lần đầu, đây đã là cái thứ mười mấy rồi. Đồng Phi lắc đầu, kiếm pháp của đại đương gia vừa nhanh, chuẩn lại rất nhẹ nhàng, cần phải dựa vào lực khống chế và độ chuẩn xác, mà phương pháp của Quan Nhị Đệ thuần túy là liều chết từ trên chiến trường mà luyện, lấy sức lực mãnh liệt mới có thể phát huy uy lực lớn, nên đối với phương pháp luyện thương ở trong nước của đại đương gia rất khó áp dụng. Quan Vũ cũng nhận ra, dù hắn có dùng binh khí sắt chất lượng cao do công phường chế tạo thì cũng không chịu được bao lâu sẽ bị biến hình méo mó, hắn chỉ có thể tìm cách khác. Đúng lúc này, dưới dòng nước, ngựa Xích Thố đang ngáp lên ngáp xuống, Quan Vũ nhanh chóng lao tới, vứt áo vào mặt Tử Long, một đường bơi thẳng ra chỗ con ngựa. Đám người phía trên hóng chuyện, con ngựa đỏ đó là con mà đại đương gia đã dặn dò sao? Đây chính là vật cưỡi mà ông trời tặng cho Quan Nhị ra đấy, dù sao đại đương gia nhúng tay vào ắt sẽ có chuyện kỳ lạ. Cả người và ngựa lúc chìm lúc nổi, lúc sau chỉ thấy đầu ngựa nổi lên, hóa ra là Quan Ngư dùng đầu nhấc nó lên. Oai Phong bước lên bờ, ngựa Xích Thố có linh tính, dĩ nhiên là quy phục chủ nhân đã cứu nó. Cao Phi Hổ lập tức ném đao cho hắn, nhị ra quà của đại đương gia tặng ngài này. Vài ngày sau, võ thánh Quan Ngư minh ngộ Xuân Thu Bát Đao, 23 tuổi lần đầu bước vào tuyệt thế. Bây giờ chỉ còn lại Triệu Tử Long, ngày ngày chuyên tâm tu luyện. Hôm sau, Trình Đại Lôi cho triệu tập tất cả các huynh đệ dưới trướng, cùng nhau bàn bạc chuyện cần làm sau này của thành Cáp Mô. Đầu tiên hắn hỏi quân sư, ngài cảm thấy chúng ta có thể lấy được thiên hạ hay có thành tựu đế vương bá nghiệp không? Quân sư vuốt râu, ta thấy hên xui, dù sao hiện tại chúng ta chỉ có một thành trì, mấy vạn đại binh, mà các thành trì khác ở Lương Châu đều là khắc tinh, số lượng đại quân lại càng đông đảo. Nếu muốn trong thời gian ngắn đánh được 5 tòa thành trì này, cho dù may mắn hốt được một tòa, cũng dễ dàng đầu xuôi đuôi tắc, dễ bị bao vây tứ phía, tiến thoái lưỡng nan. Bên dưới chia làm 3 phe, phái chủ chiến đều muốn xử các chư hầu, đoạt lấy vị trí. Phái không dùng võ lực như quân sư, một mặt lo sợ, chỉ muốn chiếm núi làm vương, an nhàn tự tại. Phái còn lại là phan cuồng Trình Đại Lôi, đại đương gia nói đi hướng đông họ tuyệt đối không đi hướng ngược lại. Cứ thế ba bên hỗn chiến, nước bọt văng tung tóe,
Trình Đại Lôi vỗ bàn, ta đã quyết rồi, trước thu hoạch vụ thu sẽ xuất binh, trước mùa xuân đánh chiếm tất cả tòa thành Lương Châu. Cao Phi Hổ hăng tiết, quả nhiên là idol lòng em, chúng ta đánh ai trước ạ? Quân sư vội vàng can ngăn, đại đương gia ngài phải suy nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không thể đi sai đường được. Lão Trình cương quyết, các huynh đệ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lỗ mãng hành sự, trước tiên là tình báo, sau đó là lương thực. Đội Hỉ Tự đâu? Tăng cường thâm nhập vào các thành trì, tra soát thông tin về quân đội, lương thực, năng lực của địch rồi nhanh chóng báo cáo lại, đem đường giao thông quan trọng, cửa ải, sông và địa hình các nơi vẽ thành sổ, chế thành bản cát. Nội chính phủ, Lưu Bi tổ chức đại phu hành quân trong thành, Tô Anh dự trù lương thực hậu cần, Lý Uyển Nhi quản lý nội vụ, động viên dân chúng. Quân sư trong trường tiệm thợ rèn là được, tăng cường chế tạo áo giáp binh khí, sau vụ thu lương thực tuyệt đối không được để lộ chuyện này ra ngoài. Các tướng nghe lệnh, mở rộng binh lính, mấy tháng cuối cùng nhau tiến hành liều chết huấn luyện ở chiến trường. Hỏa pháo doanh tiếp tục tăng cường huấn luyện hàng nóng, đợi lệnh khởi binh. Binh dưỡng nghỉ ngày, mài đao 3 năm, thanh đao này của chúng ta đã đến lúc được nhuộm đỏ rồi. Đây là một cuộc hội nghị rất nhanh chóng, nhiều người nhận lệnh xong thì lập tức lui xuống đi làm việc của mình. Các tướng lĩnh trước khi rời khỏi, còn bị lão Trình gọi lại, đo số đo 3 vòng và độ dài của chuối, nếu có. Tiệm thợ rèn, Trình Đại Lôi đưa phác thảo số đo 3 vòng của tướng lĩnh cho Mục tổng quản. Mục Cương Dương xem xong liền nói sẽ chế tạo trên giấy trước, sau đó sẽ để lão Trình lựa ra những cái thích hợp nhất. 3 ngày sau, dựa theo yêu cầu mỗi người, hắn đã phác thảo ra các loại giáp như giáp nhẹ cho Triệu Tử Long và Quan Ngư, giáp xung trận cho Tần Man, Trương Phỉ, vật cưỡi xích thố cũng có riêng một bộ. Còn giáp nhẹ của Phàn Lê Hoa, hắn đã bố trí ở phần ngực thêm 2 cái chén lồi lõm, để khi mặc sẽ thấy thoải mái hơn, tổng thời gian để chế tạo những đống này sẽ mấy khoảng 4 tháng. Trình Đại Lôi nhìn bản chế tạo đến rớt trong mắt, Cương Dương này, sao ngươi có thể làm tốt như vậy được chứ, chu đáo từng chi tiết luôn. Lão ta gãi đầu, ta là một người dùng tâm để làm, từ trước đến nay đều như vậy. Thợ rèn đỉnh cao, đã đột phá đến thợ rèn tuyệt thế. Trình Đại Lôi chấn động, ôi đệt, đúng là sống bao năm làm lính trinh sát, quay xem một cái thành thợ rèn tuyệt thế luôn. Khi thành Cáp Mô đang chuẩn bị mài đao khí thế hừng hực, thành Lương Châu lúc này, Thôi tướng phủ mở cuộc nghị sự. Mấy ngày nay bọn họ đã nhận được tin, Trình Đại Lôi đã quay trở lại. Bây giờ thành Cáp Mô hình như còn đang chuẩn bị làm chuyện đại sự nào đó, còn một chuyện nữa, tham quân trưởng ngập ngừng mãi mới dám nói. Đại tướng Tần Man của thành Cáp Mô mấy ngày hôm trước đã lấy vợ, nhà nữ chính là Tiết Vấn Đình của Tiết gia. Thôi tướng ánh mắt sắc lạnh, đám người bên dưới im lặng không dám cả xì hơi. Đúng lúc một người hớt hải chạy vào, Thôi tướng đại nhân, lão phu đến muộn rồi, người này là gia chủ của Tiết gia, Tiết Thụy. Thôi tướng đang ức chế, nhìn thấy lão ta lại càng a cay hơn. Được rồi, vẫn là chuyện của trại Cáp Mô, trước khi vào đông có thể đánh chiếm được không? Tham quân trưởng cho rằng Lương Châu hạn hán, lương thực thiếu hụt, trong khi đó Cẩm Xuyên lại đúng vào vụ mùa bội thu, cộng thêm Bắc Bẩn thành cứng tường dày, e rằng không dễ tấn công. Tướng quân Trung Vĩ Hổ cũng tán thành, hơn nữa quân lương để xoay sở cho quân mới cũng là vấn đề khiến họ đau đầu. Tống Bá Canh thì lo sợ Từ Thần Cơ trấn thủ sơn trại, nên rén rén không dám hành sự lỗ mãng. Thôi tương cáo tiết, không được cái quần què, lần nào cũng như vậy, chẳng nhẽ đợi đến khi nó đủ 10 vạn quân đấm bay mỏ chúng ta, các ngươi mới dám vác bi đi đánh sao, một lũ hèn nhát. Cả đám lập tức câm miệng. Lương thực không đủ thì đi thu của Bách Tích, nếu như đã nhận được sự bảo vệ của chúng ta thì phải biết cống hiến cho quân đội chứ. Lục Lạc vội báo, thuế của thành Lương Châu đã thu trước đến tận 3 năm rồi, nếu còn thu thêm e rằng không thể vơ vét được nữa. Đúng là cái lũ lươn chúa chỉ biết ngoạc mồm ra khóc than, phái người đi tháo tầng hầm và sàn nhà của bọn họ ra. Chắc chắn sẽ có lương thực mà bọn chúng giấu, cho dù là Lương Châu không có lương thực, các ngươi không biết đi nơi khác mua hay sao? Tiết gia, đế quốc hỗn chiến nếu như không có chúng ta che chở, tài sản trăm năm của các ngươi sớm đã đem đi từ thiện rồi, đại quân hiện tại cần lương thực để nuôi dưỡng. Hơn nữa con trai ta chính là vì muốn cứu con gái ngươi mà chết ở trại Cáp Mô, ngươi thân là thông gia, lẽ nào không muốn báo thù cho nó? Tiết Thụy sợ hãi, chủ thượng, Thảo Dân sẽ nghĩ cách để giúp được ngài, Tiết gia nhất định sẽ dốc toàn lực. Trung Vĩ Hổ nhìn Tiết Thụy lại nhớ đến hoàn cảnh của mình, ăn nhờ ở đậu không thể không cúi đầu, hắn là con rể của Thôi Tương, số kiếp cũng không khá hơn là mấy. Tống Bá Canh lôi ra một tờ phiếu, chủ thượng, Trình Đại Lôi ở Cẩm Xuyên đã thiết kế một kho lương thực lớn, khuyến khích bách tính trong thành gửi tới đó cất giữ, còn phát hành một thứ gọi là lương phiếu. Thứ này được dùng làm chứng cứ, lương thực khi thu lại từ đó sẽ lấy tiền vốn để làm giao dịch với các thương nhân khác, đổi lại là các hàng hóa đa dạng như vàng bạc, muối, sắt. Lại bán ra với giá cao, lương thực mua về, tuần hoàn như vậy để kiếm lãi. Tiết Thụy là dân kinh doanh, dĩ nhiên rất tán thưởng chủ ý này, hắn không ngờ trại Cáp Mô lại có đại tài kinh doanh như vậy. Có thể nói tờ lương phiếu này khiến cho kho lương thực của thành Cáp Mô tích trữ cực lớn. Nếu như chúng ta có thể thiêu cháy chúng, không có lương thực, bọn họ chắc chắn sẽ chết đói, chúng ta không cần đánh cũng thắng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video, nếu thấy hay, có thể cho mình xin một nút like, comment ở mỗi video nhé. Điều này sẽ giúp mình có thêm động lực, ra được nhiều video hơn, mà nếu không biết nói gì thì thả tim vào bình luận nha. Bên mình cũng làm các bộ review khác, xuất hiện trên màn hình đó, bấm vào xem trong lúc chờ video mới đi ạ. Cảm ơn và hẹn gặp lại.